Một căn new plus đắt đầu thì sẽ trông như thế nào? Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng Nghiện Nhà đến khu căn hộ như thế nhé, tại khu đô thị Sunshine City, Siêu Trang. Và đồng hành cùng với Trang ngày hôm nay sẽ là admin của Nghiện Nhà. Xin chào Linh Nguyễn. Xin chào chị Trang, rất vui ngày hôm nay vì Ly được là khách mời tham gia cùng chị Trang, cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá căn duplex ngày hôm nay nhé. Wow, một không gian vô cùng là chill luôn chị Trang ơi. Và vừa bước vào một cái là chúng ta đã nhìn thấy một không gian party ngay luôn rồi đúng không? Công nhận. So với những căn nhà khác thì chúng ta thường thấy khi bước vào thì sẽ nhìn thấy căn bếp ngay đầu tiên đúng không chị Trang? Nhưng ở căn nhà này thì thực sự là cách decor và trang trí cũng như thiết kế đặc biệt rất khác so với những căn hộ duplex khác. Có thể thấy rằng là chủ nhà có vẻ là một người rất là mê party, sao mà có một tủ rượu to vô cùng luôn. Đúng rồi, bình thường ở khu vực này thì mình thấy là chủ đầu tư sẽ hay bố trí bếp ở đây nhỉ. Thế nhưng mà toàn bộ cái khu này thì là chủ nhà đã làm thành cái hệ phòng khách này, rồi bàn ăn này, rồi là tủ rượu. Vì thế nên trông rất là chill. Bây giờ mình đi thang sang từ cái tủ rượu kia nhé. Đây chắc chắn là một không gian mơ ước của các anh rồi. Một tủ rượu cực kỳ chill luôn. Nhưng mà chị nhiều đồ nữa. Nhưng chị nghĩ là không chỉ là không gian trong mở các anh đâu, mà có khi là các chị em cũng là một cái không gian rất là hay đấy chứ. Đây là Ly tưởng tượng nhá. Một ngày sau một cái ngày làm việc rất là mệt rồi thì bây giờ mình về đây này, nhâm nhi một cái chút rượu ở đây và nhìn ngắm cái khung cảnh view này. Đây từ xa xa mình còn có thể nhìn thấy được cầu Nhật Tân luôn đấy Ly ạ. Công nhận là view nhà này dù không có ban công nhưng lại cảm thấy rất là thoáng. Em được biết là ở đây có 6 tòa nhà khác nhau được thiết kế theo hình chữ U. Vì thế mà cái tầm nhìn của mỗi căn nhà đều không bị khuất. Mình còn đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên nữa. Ngoài thế mình còn có thể vừa nhìn thấy view hồ sông cũng như nhìn thấy cả cầu nữa. Chắc buổi tối ở đây view đẹp lắm chị Trang nhỉ? Ừ, chị nghĩ là thế đấy. Mà chủ nhà cũng chia sẻ với chị là khi mà chủ nhà đến cái tòa này thì rất là thích, bởi vì toàn bộ cái hệ tường là full kính hết, cho nên là không cần ban công nhưng mà vẫn đón được rất là nhiều ánh sáng. Công nhận là nhà của này view quá đẹp luôn nhá. Mà Ly có để ý thấy là cái hệ ánh sáng ở đây nhé, là bởi vì căn nhà đã dùng cái tông đen rất là nhiều rồi, thế cho nên là ánh sáng thì dùng bằng cái ánh sáng màu vàng rất là dịu mắt, và các cái chi tiết thì nó cũng mảnh thôi để làm cho cái nhà nó không bị over quá hết. Đúng là khi em bước vào thì cảm thấy là chủ nhà sẽ có một là những người có cái cá tính khá là mạnh mẽ. Nhưng khi bước vào cái căn bếp này, nhìn cái cách decor và trang trí bởi những cái gam đèn ấm như thế này thì đúng là mình cảm thấy khu bếp này rất là ấm cúng. Chắc chắn đây sẽ là nơi mà chủ nhà tụ tập bạn bè cũng như có những buổi party nói chuyện rất là vui vẻ ở đây rồi. Chị đoán là chủ nhà là cũng là những người mà rất là thích party và thường xuyên mời bạn bè về đây ăn uống rồi là nhậu nhẹt đấy. Theo như chị được biết thì chủ nhà của nhà này là một cái couple còn khá là trẻ, thế nhưng mà kinh doanh rất là thành công, vì thế cho nên là trong cái ngôn ngữ thiết kế thì nó cũng rất là táo bạo. Ví dụ như là dùng rất là nhiều cái tông đen này. Bình thường thì là có rất ít cái gia chủ mà dùng tông đen cho nhà của mình đúng không Ly? Đúng rồi, ngoài thế ra các cái phần ốp trang trí đều là đá ốp nữa. Mà cảm giác là mình cảm thấy các bạn ấy rất là cá tính, rất là mạnh mẽ luôn. Không ngờ là hai bạn trẻ như thế nhưng lại có cái gu thẩm mỹ thực sự rất khác biệt so với những căn nhà trước đây em đã từng được biết ấy. Đúng. Và ở đây thì chị còn để ý các bạn ấy dùng rất là nhiều các cái decor lạ mắt, trong này có cái những con Bearbrick này này. Thì Ly có biết nhiều về cái decor này không? Phải nói đây là một mô hình đồ chơi cực kỳ hot hiện nay chị Trang ơi. Cái Bearbrick này là một sản phẩm mô hình đồ chơi của Nhật của công ty Modicom Toy. Thực sự là không thể ngờ được là một sản phẩm như thế này nhưng lại được các bạn trẻ săn lùng ở khắp thế giới luôn ấy. Giá trị thì có lẽ là không ai dám nói vì giá trị của bạn ý quá cao rồi. Nhưng công nhận là chắc chắn chủ nhà ở đây phải là một chủ nhà cực kỳ đam mê Bearbrick luôn, bởi vì bộ sưu tập của bạn ý có rất nhiều và ở khắp mọi nơi trong nhà luôn ấy. Mà ví dụ nhà này cũng có những cái chi tiết rất là hay nhá, ví dụ như cái lò sưởi này chẳng hạn này, thì khiến cho chúng ta cảm giác là ấm áp hơn đi nhỉ. Vì bình thường những cái căn nhà mà nó tông đen này hoặc là trông hiện đại quá ấy, thì khi vào nhà chúng ta hay bị hơi nó lạnh lẽo một tí, nhưng nhà này thì hoàn toàn không. Công nhận trải nghiệm của em lần đầu tiên khi vào một cái căn nhà mà nó có cái gam màu đen chủ đạo như thế này. Đúng là với mình khi mà chưa bước vào căn nhà sẽ luôn nghĩ rằng cái màu đen nó sẽ khiến cho căn nhà cảm thấy hơi u tối, hoặc là sẽ cảm thấy là rất là kiểu mạnh mẽ, rất là cá tính. Nhưng thực sự khi bước vào căn nhà này thì lại cảm thấy là vô cùng ấm cúng, bởi chỉ bởi những cái chi tiết đề co rất nhỏ trong nhà thôi. Theo như chị được chia sẻ thì là nhà này thì có tận là 6 người sinh sống ở đây cơ. Wow. Và có 3 người lớn này, 3 trẻ con. Vì thế cho nên là căn nhà thì đã được thiết kế lại khá là nhiều từ khi mà nhận từ chủ đầu tư. Ví dụ như là nhà này thì có tổng diện tích là khoảng vào tầm 240 m². Lúc đầu thì có 5 phòng ngủ, thế nhưng mà bây giờ thì đã đập thông lại chỉ còn 3 phòng ngủ thôi. Công nhận là chủ nhà quá có gu luôn ấy. Bởi vì em nghĩ rằng là khi mà mình phân chia lại cái diện tích trong nhà để mình có cái không gian rộng hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì đúng là căn nhà của mình khi mỗi ngày đi làm về và mình ở trong căn nhà đấy mà cảm thấy thoải mái, cảm thấy nó rất là chill thì đúng là tuyệt vời. Thế thì bây giờ mình thử vào một căn phòng ngủ xem bên trong bố trí như nào nhé. Vâng. Wow, căn phòng này có view thực sự rất đẹp luôn. Mà đúng là mình quay vào cái lúc hoàng hôn nữa nên là nhìn cái ánh sáng hắt vào trong phòng càng đẹp, đúng không? Mọi người có thể thấy là cái căn phòng này gia chủ có một cái điều rất đặc biệt. So với những cái phòng ngủ bình thường khác thì mọi người sẽ sử dụng tivi, đúng không chị Trang? Và thường là cảm giác là khi mà có tivi và những cái thiết bị công nghệ thì chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn, ít trao đổi với nhau mỗi ngày hơn. Thì ở trong cái căn phòng này thì chủ nhà có sử dụng máy chiếu, cảm giác là như đang là đi rạp phim xem phim nhỉ, chứ không phải là ở nhà. Thì thực sự là cảm thấy nó rất là đặc biệt. Lúc nào mà muốn nói chuyện hàng ngày về, muốn nghỉ ngơi thì mình lại thu máy lên. Lúc nào mà mình muốn xem phim như đang ở rạp thì mình lại kéo máy xuống, đúng không chị Trang? Chị nghĩ đúng là chủ nhà thì rất là biết tận hưởng cuộc sống và cũng biết cách để dành thời gian cho nhau nữa. Đúng đấy. Mỗi cái không gian thì nó đều có một cái đặc biệt rất là riêng, đúng không ạ? Như phòng khách thì sẽ dành cho bạn bè, có những buổi party vui vẻ với nhau. Còn ở cái không gian ngủ này thì đúng là một cái không gian riêng chỉ của cặp vợ chồng trẻ thôi, mới cưới chẳng hạn. Nó rất là lãng mạn và mang một cái gì đấy rất là riêng tư. Mọi người có thể thấy thì cái phong cách trang trí ở đây nó vẫn là hai gam chủ đạo là tường nhám bê tông cộng với cái nội thất chính đã vẫn là cái gam màu đen cùng với kết hợp với đám ốc bồ đen. Nó vẫn là cái gam đấy, nhưng cảm giác là khi mà có một cái căn phòng toàn là view thì nó cũng đã khác rồi. Đúng rồi. Ví dụ như căn phòng này là có 2 mặt view luôn này, và cộng với cái chi tiết chị thấy rất là hay là cái máy chiếu này nữa thì nó làm cho cái căn phòng nó mềm lại đi. Nó không quá là mạnh mẽ như là những cái hình ảnh ở phòng khách nữa. Bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá sang một cái căn phòng siêu hiện đại và đắt tiền trong căn phòng này nhé. Chị được chủ nhà chia sẻ là cái căn phòng này thì đã được đập thông từ 2 phòng ngủ trước đấy ạ. Thế nên là nó rất khá là rộng. Chị Trang có thể nhìn thấy đây chắc chắn là một căn phòng mà mọi cô gái đều mong ước. Từ bên ngoài kia thì mọi người nhìn thấy là sẽ có một tủ rượu dành cho các chàng trai, các anh ai cũng mong. Thì vào đây sẽ là một cái khu mà em nghĩ là các chị em chúng mình ai cũng có mong muốn, có những cái tủ quần áo phun kính như thế này. Đúng rồi. Xong rồi có bàn gương, có tất cả mọi thứ, đều cảm giác nói chung là một thế giới của chúng mình ấy. Không thua kém gì một cái celeb nào, đúng không? Ví dụ như đây là cái hệ tủ kính để quần áo này, thì là bên trong cũng có những cái đèn hát ra nên trông rất là nghệ. Còn bên này thì là khu trang điểm dành cho vợ này, với cũng rất là rộng và cái không gian cũng rất là đẹp. Cảm giác là cái căn nhà được bố trí mọi thứ nó rất là thoải mái, rất là rộng rãi ấy. Rất là chill, có không gian và có một cái view toàn bộ hoàng hôn luôn. Phải nói đấy là một phần cực kỳ là đam mê của anh chủ nhà là có một chiếc gara ô tô siêu tầm trong chính căn phòng ngủ của mình. Đấy là kiểu một cái gara mô hình thực sự rất là kiểu công phu luôn ấy. Cảm giác là kiểu anh ấy chắc là rất là một người đam mê xe. Và chị nghĩ đây chính là cái điểm nhấn của cái căn phòng thay đồ này, đúng không nhỉ? Từ cái bên ngoài cho đến bên trong thì chúng ta đều thấy được là cái sở thích sưu tầm đồ, cái thú đồ decor của chủ nhà thì rất là rõ. Cảm giác là chủ nhà rất tinh tế khi mà đưa được những cái đam mê của anh ấy vào trong chính căn nhà của mình ấy. Vừa có đam mê về xe cộ này, vừa có đam mê về những chú Bearbrick vô cùng đắt giá này. Và thực sự là khi vào cái căn nhà này mình nhìn thấy được cái cá tính rất rõ ràng của chủ nhà luôn. Chị Trang ơi, hình như ở đây vẫn còn thêm một cái vệ sinh của phòng master nữa. Nó khá là rộng, cảm giác như là được đập thông từ 2 phòng vệ sinh sang ấy. Ừ, đúng rồi, và cái sự táo bạo của Tình Hà thì cũng thể hiện ở trang ngay trong này luôn. Ví dụ như là dùng những cái điểm nhấn. Đúng rồi, cái gạch là hình khối này. Và có một cái bức tranh, không biết Ly có để ý không? Đây này, có một bức tranh rất là to ở đây. Hình như đây là ngựa vằn hay sao ấy. Ừ, đúng rồi, cùng chung cái hệ màu trắng đen như là toàn bộ căn nhà luôn nhỉ. Chị Trang có nhìn thấy là trong cái không gian phòng vệ sinh khá là rộng này ấy, thì gia chủ thiết kế được cả bồn tắm nằm này, nghĩa là thỉnh thoảng có thể chill chill ngồi nghe nhạc, đọc sách rồi nằm ngâm bồn ở trong đấy. Và khi mà những ngày bận rộn thì có thể là tắm đứng, vì cái không gian phòng tắm đứng ở đây được trang trí rất là đẹp và rất là nổi bật trong cái phòng vệ sinh này, đúng không? Và chúng ta có thể thấy là phòng tắm đứng thì rất là rộng, đúng không? Công nhận, đây là phòng tắm cho đôi, phòng tắm đôi luôn đấy, chứ không phải là phòng tắm đơn đâu. Và ngoài cái sự táo bạo thì chị thấy là chủ nhà còn rất là cầu kỳ nữa. Đúng. Bởi vì chị đến một cái chủ nhà khác thì người ta chia sẻ là những cái phần sỏi mà ngay trong nhà tắm này thì cứ mỗi một tuần là người giúp việc là phải bê ra để mà đánh lại toàn bộ. Đúng là quá, để mà nó không bị ẩm mốc. Bởi vì thực chất là cái sỏi này nó cũng màu trắng, và khi nó ở trong cái không gian nhiều nước thế này ấy, thì nó cũng dễ ẩm và nó dễ bị mọc rêu. Nên là đúng là để chăm chú cho một căn nhà duplex mà có nhiều chi tiết như thế này thì quả là chủ nhà phải rất là chăm chả chuốt căn nhà rồi. Đúng rồi, rất là kỳ công và cũng rất là tinh tế nữa. Còn phần bếp thì được giấu hoàn toàn ở dưới chân cầu thang như thế này. Thực sự là rõ ràng rất liền với không gian phía ngoài bên kia, nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì đến khi mà bạn bè mới đến nấu ăn, có mùi hay cái gì cũng không hề ảnh hưởng, đúng không chị Trang? Đúng, mà mình vẫn cảm giác là có một cái chút private ở trong này nhỉ. Và cái hệ đá ốp này cũng như là đá lát ở đây thì là cũng dùng chung một cái màu đen, và nó lại rất là cách biệt với cả cái hệ sàn gỗ ở ngoài kia. Cho nên là mình thấy có, mặc dù là không gian mở nhưng mà mình vẫn thấy có hai cái không gian tách biệt ở đây. Công nhận là bếp này bố trí thực sự rất là hợp lý và gọn gàng luôn trong căn nhà này. Và ngoài ra thì ở đây cũng có một cái không gian khá là chill nhỉ, ở dưới chân cầu thang này. Lại có thêm một góc chụp ảnh nữa cho các chị em khi ở nhà, đúng không? Công nhận là bây giờ ở trong chính căn nhà của mình nhưng ngày nào cũng có ảnh đẹp thì các chị em đúng là ai cũng thích. Ừ, đúng rồi. Và ngoài ra thì trông nó cũng khá là nghệ nữa, như một cái khoảng nghỉ cho căn nhà. Cũng là một góc rất là chill đấy chứ. Cảm thấy là mình vào đây và khám phá ra được rất nhiều những cái góc chill trong chính căn nhà này. Thực sự cảm thấy là chủ nhà rất là tâm huyết với căn nhà này chị nhỉ. Ở cái phần cầu thang này thì Ly có thấy có điều gì đặc biệt ở đây không? Thật ra em thấy cái cầu thang này nó được làm bằng kính này, với gỗ thịt khá là dày dặn. Cảm giác là cái ngôi nhà nó không hề bị bí, bởi vì trông cầu thang kính thì nó cũng sẽ thoáng hơn ấy. Với cả chắc là vì gia đình có trẻ nhỏ nên là thiết kế cũng khá là an toàn cho các bạn trẻ con. Khi mà các bạn ấy leo cầu thang này thì hai bên đều ốp kính khá là an toàn rồi. Và ngoài ra thì mình thấy có một cái hệ xương ở giữa nữa, đúng không? Cho nên là càng đảm bảo cái sự an toàn. Khách sạn nhỉ? Đúng là ở nhà nhưng cảm giác là như đang được đi ở một khách sạn sang trọng nào đấy, view thì có thể nhìn ra rất là thoáng. Và chắc chắn là buổi tối khi mà đứng ở đây nghe một điệu nhạc nào đấy, uống một ly rượu vang, tôi cũng cảm thấy mỗi ngày trải qua thực sự rất là tuyệt vời. Hai chị em cả đứng ở đây cảm giác như là đang trong một bộ phim ấy, đúng không? À chị Trang ơi, hình như ở đây có thêm một cái cửa nữa này. Có vẻ như là căn duplex này có tận 2 cửa so với... Em thử mở ra xem nào. Wow, thêm một tầng nữa. Quá, là như vậy là từ đây là mình có thể đi ra được bên ngoài hành lang luôn, đúng không? Có 2 cái cửa, cái cửa nào mà ra? Thực sự là một cái gì đấy rất khác biệt đấy, vì trước đây em đã từng đến những căn duplex và đa số là chỉ có một cửa thôi. Nhưng mà ở đây là có 2 cửa và thông 2 tầng luôn. Làm thể hiện rõ thêm cái sự sang trọng của căn hộ này, đúng không? Chị ơi, bây giờ mình cùng đi vào khám phá xem 2 căn ngủ này như thế nào nhá. Như chị thấy thì là cửa đều dùng toàn bằng hệ gỗ đen hết này, rất là matching. Ở đâu trong nhà này cũng có những cái góc decor khá là kiểu điểm nhấn cho mỗi căn phòng, đúng không ạ? Đúng rồi. Cũng như ở dưới thì căn phòng này được thiết kế chủ đạo với 2 tông màu là tường được nhám bê tông này, và các cái đồ nội thất trong này thì đều là gam chủ đạo là màu đen. Trông cũng chắc chắn căn phòng này là cho con trai lớn của chủ nhà rồi. Và một điều rất là hay đấy là tất cả mọi phòng ngủ thì đều có view rất là rộng điện. Đây, các bạn nhìn cái view này. Công nhận là khi ở tầng 37 của cái tòa này thì đúng là view nhìn ra được toàn thành phố và các cái tòa nhà khác luôn, mà mặc dù cái view này rất là thoáng luôn. Đúng như chủ nhà chia sẻ thì mình hoàn toàn không bị chắn bởi cái tòa nhà nào khác nhỉ. Nên là view rất là rộng và có đón được cái ánh nắng vào hẳn trong phòng nữa. Nên là Ly nhìn thử các cái decor nhá, thì có nắng chiếu vào trông rất là đẹp, đúng không? Trông rất là nghệ luôn đấy. Căn phòng này chắc là của một bé trai cũng lớn rồi, thế nên cũng lại được bố decor cho Bearbrick tiếp này. Đúng rồi. Và ở đây thì là chị thấy là căn phòng này thì nó cũng không có diện tích quá là lớn, cho nên là cái hệ tủ ở đây thì dùng bằng cái hệ tủ trượt này, cho nên là nó không bị tốn diện tích, đúng không? Tiết kiệm diện tích hơn. Thiết kế rất là hay. Còn đây thì là một cái phòng ngủ bé gái rất là đáng yêu Ly này. Wow, phòng này có view quá là đẹp luôn ạ. Còn toàn hơn phòng luôn. View là full phòng luôn, và nhìn đúng là khung cảnh ở căn phòng này khác hoàn toàn với căn phòng của bé trai, đúng không ạ? Và đúng là phòng của bé gái nên là dùng cái tông màu hồng rất là đáng yêu, và còn có cả một cái nhà vệ sinh ở trong này nữa, thiết kế cho bé gái luôn. Trong cái tông phòng này xinh quá. Ngoài chính là một cái điểm mà hoàn toàn khác biệt với toàn bộ cái tông của căn nhà này nhỉ? Công nhận, bởi vì mình nghĩ rằng là kể cả trong cái phòng ngủ của các bé cũng sẽ thiết kế một cái gì đấy nó gắn liền với cái thiết kế ở bên ngoài, nhưng đây vào đây như kiểu một thế giới khác ấy. Đúng. Chị nghĩ là chủ nhà đã rất là tôn trọng cái sở thích của em bé gái của nhà mình, cho nên là thiết kế căn phòng rất là mộng mơ như thế này. Như vậy là chúng ta đi một vòng house tour căn nhà này rồi, thì không biết là điều gì khiến cho Ly cảm giác là tâm đắc nhất? Thật ra thì em thấy trong căn nhà này có rất nhiều những cái không gian khác nhau, và ở mỗi không gian thì đều có những cái điểm nhấn khác nhau. Nhưng mà em nghĩ rằng cá nhân em thì em thích phòng ngủ master nhất, bởi vì phòng ngủ đấy còn có một cái view nó là full phòng, cái view quá đẹp, đúng không ạ? Ở đấy ngắm hoàng hôn hay bình minh thì đều cũng đẹp. Ngoài thế nữa thì ở trong căn phòng đấy còn có chủ nhà còn có vừa có thể gọi là show ra cái đam mê của mình trong cái mô hình xe này, còn chị con gái thì có thể có một cái phòng thay đồ thực sự rất là ấn tượng luôn, mà em nghĩ rằng ai cũng sẽ thích. Nên là đối với em thì em cảm nhận được ở trong căn phòng đấy mình có thể làm được rất nhiều điều, ví dụ như xem phim như một buổi hẹn hò, rất là thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Thực sự là tâm đắc. Tự dưng đến nhà này thì thấy mọi cái ước mơ của mình đều được trở thành hiện thực hóa ấy. Còn quý vị khán giả thì không biết là quý vị cảm thấy thích nhất phần nào trong ngôi nhà này ạ? Hãy comment chúng tôi biết nhé. Và hãy like, subscribe và bật thông báo cho kênh Nghiện Nhà, bởi vì chúng tôi sẽ có video mới hàng tuần. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.